một đôi loa đem lại cho các bác tất cả. Có nghĩa là gì? Hình thức, chất lượng, giá thành. Các bác có tiền thì cứ rước những đôi loa 40-50 triệu thôi, còn bác nào không có tiền, đôi loa này là 24.800. Chứ em dám khẳng định là có nhiều đôi 40-50 triệu thì các bác không biết ghép và không lại cái dòng này. Và đây là đôi loa Calisson Litton 44 đời chót của 44 ạ. Calisson Litton 44 đời chót, bát 30, tất cả khung nhôm pha gang hết, loa bao zin bao xịn cho bác luôn, bao đẹp và bao ít dòng loa tầm tiền vượt được. Dòng này các bác có rè bao hoặc là để âm đi đèn đánh thì càng phê quá nhé. Đây là con đây Calisson Litton 44 đây. Trở kháng, đặc biệt là con này trở kháng từ 4-8 ohm, hàng made in Japan các bác, made in England. Ok chưa? Đây series dập nổi đây, series dập trên tem nhôm, thùng vách loa đẹp. Sau đây mà Tuấn sẽ test cho các bác từ 2-3 thể loại nhạc. Các bác không thích loại nhạc này thì bác tua loại nhạc khác cho em. Con này chiều cao 80, chiều cao 80, chiều ngang nó tầm khoảng 36-38 đây này, chiều ngang này nó tầm 36-38, chiều sâu nó tầm 26. Sau đây mà sẽ vào cái bản test cho các bác để bác nghe cái chất âm. Em sẽ test nhiều loại nhạc chứ không test một loại nhạc đâu các bác ạ, bác yên tâm. Là các bác không thích nghe loại này thì bác tua đi một loại khác cho em, để tránh nó bị trồng đấy. Đấy làm sao để hợp cái tai nghe của bác là được. Em đang chạy với con âm ly BST. Con âm ly này cũng của Anh Quốc.
Sẽ đốt tiệt tiêu hết. Đôi loa Calixson Edition 44 đời chót này có mức giá là 24.800. 24.800. Các bác việc gì có phải đi tìm những đôi 40-50 triệu làm gì, mênh mông làm gì. Hàng đẳng cấp đấy ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại là 0911 169 961. Em đang đánh với con âm ly BST đấy, còn chưa phải là âm ly đèn đấy, chưa phải âm ly cao cấp đấy. Những cái dòng 20 mấy triệu này các bác phải mua con âm ly ít nhất từ 13-15 triệu trở lên. Đánh với nó thì nó sẽ còn phê hơn nữa. Và em vẫn test loa quá, nhìn này. Suốt ngày em chỉ em đặt tại một vị trí nhé, chứ không cho vào phòng thu đâu. Phòng thu hay phòng ghép thì các bác nghe nó phê quá, lúc về nhà nó chả ra cái gì. Rồi em chào các bác.